Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Hải Kiều. Và trước khi theo dõi video clip lần này thì anh em đừng quên hãy để lại một like cũng như subscribe cho kênh YouTube của Đồ Hải Kiều để không bỏ lỡ những video clip mới nhất về đồng hồ ở trên kênh của bọn mình nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với video clip lần này. Ngày hôm nay Khoa sẽ giới thiệu với chúng ta bộ sưu tập gồm 6 chiếc đồng hồ đến từ một thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản mà nó chỉ có trong tầm giá dưới 2 triệu mà thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi 6 chiếc đồng hồ ngày hôm nay Khoa mang đến là gì nhé. Cùng theo dõi nào. Thì chúng ta có 6 mẫu ở trên này và Khoa đã lựa trong rất nhiều mẫu Casio khác nhau để có ra được bộ sưu tập này. Thì chiếc đầu tiên Khoa sẽ giới thiệu với chúng ta đó chính là chiếc Casio mang mã hiệu là MTBV300L1AUDF. Thì với chiếc đồng hồ này nó sẽ rất là nhỏ gọn mà nó cũng rất là nhẹ nhàng nữa, khi mà mang trên tay nó sẽ rất là thoải mái. Đặc biệt nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái nét rất là thanh lịch cũng như là rất là trẻ trung. Bởi vì sao? Ở bên trong của chiếc đồng hồ này nó sẽ có một cái màu nền màu đen, nên là khi mà chúng ta quan sát á, nó sẽ rất là nổi bật, nó sẽ rất là đẹp khi mà nó nằm trên tay của những anh em nào mà có làn da nó hơi trắng một xíu, hơi sáng một xíu, thì khi mà mang chiếc đồng hồ này trên tay nó sẽ rất là tuyệt vời. Cũng như là ở xung quanh này á, thì cái vỏ niềng ở phía bên ngoài nó sẽ làm bằng chất liệu là thép không rỉ, và dây da của nó sẽ là dây da chính hãng và được dập vân da cá sấu, nên là khi mà chúng ta sở hữu nó trên tay, mang nó trên tay thì nó sẽ rất là an toàn đối với lại làn da của chúng ta, nên là anh em chúng ta có thể thoải mái sử dụng. Và chiếc đồng hồ thứ hai trong bộ sưu tập lần này đó chính là chiếc đồng hồ Casio MTB1381L7AVDF. Thì chiếc đồng hồ này á cũng đến từ dòng MTB và nó có một cái thiết kế nó nhẹ nhàng hơn, nó thanh lịch hơn nữa. Bởi vì sao? Bởi vì ngay ở phía bên trong mặt số của đồng hồ chúng ta có thể quan sát được là nó có những cái đường chảy tia từ ngoài vào trong, và khi mà chúng ta thay đổi góc nhìn á, thì nó sẽ có một cái hiệu ứng ánh sáng khác nhau, nên là nó sẽ rất là tuyệt vời, nó sẽ thu hút được ánh nhìn của người đối diện khi mà quan sát vào chiếc đồng hồ chúng ta. Và ở góc 12 giờ của chiếc đồng hồ này nó còn có một cái ô lịch thứ, và ở góc 6 giờ sẽ là ô lịch ngày, nên là sẽ rất là tiện dụng. Đó là vậy, đối với những cái anh em là học sinh sinh viên muốn theo dõi thứ ngày tháng cho nó phù hợp để tiện việc sử dụng. Ok, và chiếc đồng hồ thứ ba trong bộ sưu tập lần này đó là chiếc Casio mang số hiệu là MTB1375L7AVDF. Thì chiếc đồng hồ này á, quan sát nó sẽ có những cái điểm khác biệt rất là nhiều so với lại những chiếc đồng hồ khác, đó chính là ngoài cái thiết kế là khung niềng là khung bằng thép không rỉ nè, dây là dây da có dập vân cá sấu nè, và ở phía bên trong còn có ba đồng hồ phụ, nó hiển thị ba thông tin khác nhau là thứ, ngày và cả giờ 24 giờ nữa, nên là khi mà chúng ta quan sát nó sẽ rất là tiện dụng, rất là thoải mái khi mà chúng ta nhìn vào bên trong mặt đồng hồ. Thì cái vòng niềng ở phía bên ngoài nó còn có những cái đường rãnh theo hình răng cưa, tạo cho chúng ta một cái cảm giác nó có cái hiệu ứng ánh sáng á, hiệu ứng hình ảnh nó rất là đẹp. Và ngay cả bên trong cũng vậy nữa, cũng có những cái hình ảnh phay xước, nên là khi mà chúng ta thay đổi góc nhìn á, thì nó cũng có những cái màu sắc, những cái hình ảnh khác nhau rất là bắt mắt. Ok, và chiếc đồng hồ thứ tư lại một chiếc đồng hồ đến từ dòng MTB nữa, đó chính là MTB1374D7AVDF. Hồi nãy giờ bán chiếc đồng hồ trước là sử dụng dây da, nhưng mà đối với chiếc đồng hồ này thì được dùng dây kim loại rất là chắc chắn, có cùng chất liệu với lại vòng niềng, đó chính là thép không rỉ. Và vòng niềng còn được mạ ion màu đen, hiển thị một những cái con số 5, 10, 15 này, những cái con số theo cái giờ phút á, nó sẽ rất là tiện dụng khi mà chúng ta theo dõi. Và ở bên trong nó cũng có ba mặt đồng hồ phụ, được thiết kế nó hơi hướng giống với lại những chiếc đồng hồ thuộc dòng Casio Edify, là ba đồng hồ phụ và 6 kim, rất là trẻ trung, rất là khỏe khoắn và năng động. Ok, và chiếc đồng hồ thứ 5 cũng là một chiếc MTB, đó chính là chiếc MTB 1384L1AVDF.
thì chiếc đồng hồ này á nó cũng khá giống với những chiếc còn lại, bởi vì nó cùng dòng MTB mà. Nhưng mà nó có một điểm khác biệt, đó chính là những cái con số cọc số phía bên trong mặt đồng hồ nó là số La Mã và được mạ một màu đồng đó, nên là khi chúng ta nhìn, chúng ta quan sát thì nó sẽ có một cái cảm giác gì đó nó rất là cổ điển. Và cái niềng ở phía bên ngoài làm bằng chất liệu thép không rỉ cũng được mạ màu đồng. Khi mà mang lên trên tay thì làn da của anh em mà màu sáng á thì nó sẽ rất là nổi bật. Nền của đồng hồ phía bên trong thì nó sẽ có màu đen, và ngay trung tâm, phần vòng trung tâm thì nó sẽ có những cái họa tiết song song thẳng hàng, làm cho chúng ta có cảm giác đồng hồ này nó khá là thời trang và hiện đại nhé. Cái dây da ở đây thì cũng là dây da vân cá sấu và nó có màu nâu, sẽ rất là thân thiện và an toàn với da tay của chúng ta. Ok, và chiếc đồng hồ thứ 6 trong bộ sưu tập lần này nó sẽ khác biệt gần như là hoàn toàn so với những chiếc đồng hồ phía trên. Đó chính là chiếc đồng hồ mang số hiệu là AWS810W1A4VDF. Đây là một chiếc đồng hồ nó hơi hướng thể thao một xíu. Khi mà chúng ta mang trên tay thì nó cảm giác là giống như chúng ta đang sở hữu một chiếc đồng hồ Seasoft. Nhưng mà nó lại hay hơn Seasoft một chỗ nếu như thế này. Nó sử dụng công nghệ Touch Solar, tức là công nghệ sử dụng bằng năng lượng ánh sáng. Rất là thoải mái, rất là tiện dụng khi chúng ta sử dụng mà không sợ bị hết pin, hoặc là không sợ bất kỳ một cái vấn đề nào về pin ở bên trong đồng hồ cả. Nhìn sơ qua thì chiếc đồng hồ này nó sẽ có chất liệu vỏ và chất liệu dây là bằng nhựa. Thì màu của vỏ bên ngoài á, nó sẽ có màu xám, còn dây nó sẽ có màu đen. Nên là khi mà chúng ta mang lên á, thì nó sẽ có một nét nó rất là thể thao. Và ở phía bên trong của mặt đồng hồ thì nó sẽ kết hợp giữa đồng hồ kim và đồng hồ điện tử. Bên trên nó sẽ là đồng hồ kim chạy như thông thường thôi. Ở phía dưới nó sẽ là mặt điện tử hiển thị giây cũng như là ngày, ngày thứ của chúng ta đó. Ở trong đồng hồ nó cũng có thiết kế thêm những cái chức năng như là báo thức nè, giờ thế giới nè, rồi bấm giờ vân vân, bấm giờ thể thao nơi nọ, rất là nhiều thứ. Ở đây nó cũng có LED nên khi mà chúng ta bấm lên á thì ở phía bên dưới mặt đồng hồ điện tử nó sẽ sáng lên một cái màu hơi cam cam, nhìn rất là dễ thương. Điều quan trọng nhất khi mà chúng ta sở hữu chiếc đồng hồ này đó chính là chúng ta sở hữu được cái công nghệ năng lượng ánh sáng của những chiếc đồng hồ đến từ Casio sẽ luôn làm cho chúng ta bất ngờ. Thì với trong tầm giá dưới 2 triệu, các anh em nghĩ sao về những chiếc đồng hồ này? Nó có xứng đáng để chúng ta bỏ tiền ra để sở hữu nó hay không? Và nếu như các anh em có quan tâm về giá bán cũng như những thông tin chi tiết hơn về những chiếc đồng hồ này thì hãy click vào đường link ở phía bên dưới, Khoa có để về thông tin chi tiết của sản phẩm để chúng ta tiện để theo dõi hơn. Và nếu như có thể thì anh em đừng ngại, hãy đến với những showroom gần nhất của đồng hồ Hải Kiều để trên tay những chiếc đồng hồ này xem nó có phù hợp với mình hay không nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại chúng ta vào những video clip lần sau nhé.